bầu cử giữa kỳ Mỹ, năm chiến trường quan trọng để kiểm soát thượng viện. Các bang Pennsylvania, Nevada, Georgia, Ohio, Wisconsin được đánh giá là năm bang mang tính quyết định trong cuộc đua kiểm soát thượng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sắp tới. Các cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ không gây chú ý như cuộc bầu cử tổng thống, nhưng rất quan trọng trong việc xác định đảng nào sẽ kiểm soát quốc hội, đồng nghĩa với việc nắm quyền thúc đẩy hoặc bác bỏ các chương trình nghị sự của tổng thống. Năm nay, cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ sẽ bầu lại 435 ghế ở Hạ viện và 35 ghế, tức 1/3 tổng số ghế ở Thượng viện. Thượng viện, hiện do Đảng Dân Chủ kiểm soát, được đánh giá là cơ quan quyền lực và uy tín hơn, có nhiệm kỳ 6 năm. Theo hãng tin AFP, cuộc đua ở Thượng viện sẽ mang tính quyết định tại năm bang. Tại bang Pennsylvania, các cuộc cạnh tranh giữa ứng viên John Fetterman của Đảng Dân Chủ và Mehmet Oz của Đảng Cộng Hòa với những lời công kích vạch tội lẫn nhau. Phe Dân Chủ gọi ông Oz là một kẻ cơ hội, trong khi ông Fetterman đối mặt với những lo ngại về sức khỏe sau khi bị đột quỵ vào hồi tháng 5 năm 2022. Ở Nevada, viên Cộng Hòa Adam Laxalt dẫn trước Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Catherine Cote Masto với cách biệt sít sao 0,6 điểm theo tổng kết của trang Real Clear Politics. Phe Dân Chủ đang lo lắng việc các cử tri gốc Latin sẽ không đi bỏ phiếu của bầu cử giữa kỳ Mỹ sẽ ảnh hưởng đến bà Cote Matos, người phụ nữ gốc Latin đầu tiên được bầu vào Thượng viện Mỹ. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa cũng đang ra sức tranh cử với các thông điệp bằng tiếng Latin. Tại Georgia, đối thủ từ Đảng Cộng Hòa Herschel Walker được đánh giá là một chiến binh thiện chiến trước tân binh của Đảng Dân Chủ Raphael Warnock. Theo AFP, ông Walker đang dẫn trước ông Warnock trung bình 1,4 điểm, trong khi ông tranh cử tập trung vào việc cắt giảm giá thuốc theo toa, vấn đề biến đổi khí hậu và khôi phục quyền phá thai, thì ông Walker đã tập trung vào kinh tế và nhấn mạnh thông điệp chống phá thai. Cuộc chạy đua bầu cử giữa kỳ Mỹ ở Ohio là giữa đối thủ Vance của Đảng Cộng Hòa và Tim Ryan của Dân Chủ. Dù ông Ryan ban đầu được đánh giá giành lợi thế, nhưng ông Vance đã giữ được phong độ và dẫn đầu từ đầu chiến dịch dù tỷ lệ rất xí sao. Để thay thế đảng viên Cộng Hòa đã nghỉ hưu, Rob Portman từng được coi là cơ hội tốt nhất của Đảng Dân Chủ nhằm có được sự săn đón. Nhưng Vance của Đảng Cộng Hòa đã duy trì một vị trí nhất quán, dẫn đầu xí sao kể từ khi mở đầu chiến dịch tranh cử của ông, không mấy tốt đẹp. Cử tri ở Ohio quan tâm đến các vấn đề kinh tế, lạm phát, chi phí sống và vấn đề phá thai. Các cử tri đang xem xét toàn cảnh, các lựa chọn ứng cử viên và ưu tiên các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Chuyên gia Brent Buchanan của công ty thăm dò Sino nhận định, ở Wisconsin, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson lên dẫn trước đối thủ Madela Barnes của Dân Chủ vào giữa tháng 9 năm 2022. Cuộc thăm dò gần đây của kênh Fox News cho thấy 44% cử tri Wisconsin cho rằng quan điểm chính trị của Barnes là quá cực đoan so với 43% đối với Johnson. Dù vậy, cựu Tổng thống Barack Obama, người vận động cho ông Barnes trong những ngày cuối của chiến dịch, nói rằng ông Johnson là người muốn giảm thuế cho máy bay tư nhân hơn là đảm bảo rằng những người đã làm việc cả đời có thể nghỉ hưu một cách đàng hoàng và được tôn trọng. Kính thưa quý vị, nước Mỹ đang phải đối mặt với nhiều thách thức ở thời điểm bầu cử giữa kỳ diễn ra. Lạm phát dai dẳng, thị trường cổ phiếu trái phiếu sụt giảm, số liệu việc làm không ổn định và sự phân cực gay gắt dẫn đến kết quả là tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Mỹ Joe Biden sụt giảm. Điều này là chỉ dấu cho thấy Đảng Dân Chủ sẽ gặp khó khăn. Trong chặng đua nước rút, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực tìm cách ghi điểm trước các cử tri. Vài tháng trước, những nghị sĩ Dân Chủ đương nhiệm vẫn còn nằm trong vùng tương đối an toàn. Nhưng sau khi phe Cộng Hòa dốc tiền vào một loạt quảng cáo truyền hình, đổ lỗi phe Dân Chủ về lạm phát cao ngất ngường và thả những kẻ phạm tội bạo lực trở lại đường phố, cử tri bắt đầu ngả theo Đảng Cộng Hòa, giúp các ứng viên của đảng này thu hẹp khoảng cách. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy, cử tri bất mãn về giá tiêu dùng cao và đổ lỗi cho đảng cầm quyền, từ Tổng thống Joe Biden trở xuống. Một cuộc thăm dò của Reuters Ipsos được thực hiện từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 1 tháng 11 cho thấy 69% người Mỹ tin rằng đất nước đang đi sai hướng, so với chỉ 18% người nói rằng đất nước đang đi đúng hướng. Các ứng cử viên Đảng Dân Chủ trên khắp nước Mỹ đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn nguy cơ Đảng Cộng Hòa có thể chiếm lấy hơn 20 ghế trong Hạ viện và thậm chí là giành quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Tại các sự kiện vận động tranh cử, các nghị sĩ Dân Chủ thường nêu ra một loạt những chiến thắng lập pháp dưới thời Tổng thống Biden, các luật về cơ sở hạ tầng và khí hậu quy mô khổng lồ, cũng như các biện pháp để giảm chi phí thuốc kê đơn và thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn trong nước. Tại Arizona,
nơi công nghiệp bán dẫn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, các động thái kiểm soát xuất khẩu bán dẫn của chính quyền Tổng thống Biden đối với Trung Quốc được giới chuyên gia đánh giá rất cao. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang theo đuổi một loạt chính sách có tác động lớn tới ngành sản xuất ở Arizona. Một trong những chính sách đó là đạo luật bán dẫn và ngoài ra còn có chính sách thương mại đối với Trung Quốc. Chúng ta đang chứng kiến một làn sóng lĩnh vực sản xuất quay trở lại trên toàn nước Mỹ và Arizona cũng có phần trong làn sóng này khi có khá nhiều tuyên bố của các công ty bán dẫn hàng đầu về việc đầu tư vào bang này. Và đây là một tín hiệu tích cực dành cho đảng Dân Chủ bởi các cử tri sẽ rất vui mừng khi việc làm tăng lên. Trong khi đó, lạm phát leo thang được phản ánh qua sự gia tăng vật giá gần như ở khắp mọi nơi, là lời nhắc nhở thường trực đối với những người đang chật vật mưu sinh. Một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện từ 10 đến 16 tháng 10 cho thấy 79% cử tri đã đăng ký bầu cử, nói kinh tế là vấn đề rất quan trọng khi đưa ra quyết định bỏ phiếu cho ai trong các cuộc bầu cử quốc hội, cao nhất trong số 18 vấn đề được hỏi trong cuộc khảo sát. Đảng Dân Chủ đang chiếm đa số mong manh trong Hạ viện, trong đó còn có một số ứng cử viên đang bị đe dọa tại các khu vực cạnh tranh. Tuy nhiên, khi mà những nỗ lực giành phiếu bầu vẫn tiếp tục được thực hiện cho tới phút chót, thì cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này tại Mỹ có thể gay cấn hơn nhiều so với những gì người ta dự kiến. Thương mại Nga-Trung tăng kỷ lục trong 10 tháng đầu năm. Kim ngạch thương mại Nga-Trung Quốc đạt mức tăng cao kỷ lục trong 10 tháng đầu năm 2022. Dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm 7 tháng 11 cho hay, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt mức kỷ lục 153,938 tỷ đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu này, lượng hàng Trung Quốc xuất khẩu sang Nga trị giá 59,596 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 12,8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi đó, hàng hóa từ Nga xuất sang thị trường Trung Quốc tăng 49,9% lên tới 94,342 tỷ đô la Mỹ. Chỉ tính riêng trong tháng 10, trao đổi thương mại giữa hai nước lên tới 17,637 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Nga nhập khẩu lượng hàng hóa trị giá 10,23 tỷ đô la Mỹ sang Trung Quốc, còn Trung Quốc xuất sang Nga hàng hóa trị giá 7,4 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái, thương mại giữa Nga và Trung Quốc tăng 35,8%, đạt mức kỷ lục 164,887 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, lãnh đạo Nga và Trung Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại giữa hai nước từ 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm lên 200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Con số hơn 100 tỷ đã đạt được vào năm 2018. Hôm 15 tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở Uzbekistan. Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022. Tại lần gặp nhau trước đó vào tháng 2 ở Bắc Kinh, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra tuyên bố về tình hữu nghị không có giới hạn giữa Bắc Kinh và Moscow. Người phát ngôn Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt ra mục tiêu mới là tăng kim ngạch thương mại lên mức 250 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, chiếm 16% tổng kim ngạch ngoại thương. Sau chiến sự, vai trò của Bắc Kinh càng thể hiện rõ trong bối cảnh kinh tế Nga gặp không ít khó khăn trước loạt cấm vận của phương Tây. Nga tìm kiếm các mối quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc.